Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 516. Sư chuyển ngữ Cự Lan, biên tập Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian ngày 7 tháng 12 năm 2001. Địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị đồng học, xin xem kệ tụng vị danh Bồ Tát. Nhĩ thời Hải Nguyệt Quang Đại Minh Bồ Tát Ma Ha Tát thừa Phật oai lực phổ quán nhất thiết Bồ Tát chúng, trang nghiêm hải dĩ tức thuyết tụng ngôn. Đoạn này là thuyết kệ nghi, ý nghĩa không khác gì với phần trước đã nói, đó là trong kinh nhắc nhở lần nữa cho chúng ta phải tu khiêm đức, phải khiêm hư, phải lễ kính. Bồ Tát cho dù là ở ngôi đẳng giác giáo hóa chúng sanh, làm nhiều sự thị hiện thuyết pháp, đều dâng nhờ chư Phật Như Lai gia trì. Cho nên ắt hẳn có một câu thừa Phật oai lực này. Đối với tất cả chúng Bồ Tát, nhất định là đầy đủ thành kính, cung kính chân thành. Cho nên cũng ắt hẳn có phổ quán nhất thiết Bồ Tát chúng trang nghiêm hải. Cảnh giới này đều là khắp hư không pháp giới, cho nên dùng hải để hình dung. Bây giờ tôi mời xem kệ tụng. Bài thứ nhất: Chư Ba La Mật Cập Chư Địa Quảng Đại Năng Từ Tất Viên Mãn, vô lượng chúng sanh tận điều phục, nhất thiết Phật độ giai nghiêm tịnh. Mười bài kệ này sau đây tính chất tương đồng với Thập Phổ Bồ Tát. Điều các ngài đã tu mặc dù là cùng một pháp môn, nhưng nhất định dung thông tất cả pháp môn. Cho nên ở trong kệ tụng thì sẽ không quy kết đến một người nào. Giống như Thập Phổ Bồ Tát phần trước vậy. Vì thế ở trong đó sẽ nhìn ra cảnh giới Hoa Nghiêm rất rõ rệt. Phần trước chúng ta từng nói qua hành bố bất ngại viên dung, viên dung bất ngại hành bố. Trong trường hàng đó là thuộc về hành bố
trong kệ tụng chính là viên dung. Nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Ở những chỗ này hiển thị ra vô cùng rõ ràng. Chúng ta có thể thể hội được ý nghĩa này, học tập ở trong đó. Hải Nguyệt Quang Bồ Tát, chúng ta thấy trong trường hàng pháp môn Ngài đã tu là xuất sanh Bồ Tát chư địa chư Ba La Mật, giáo hóa chúng sanh, trang nghiêm Phật độ. Ở trong kệ tụng đều hiển thị ra rất rõ ràng. Chư Ba La Mật trong Hoa Nghiêm là triển khai ra sáu Ba La Mật, nói thành mười Ba La Mật. Danh từ Ba La Mật này là tiếng Phạn, hàm nghĩa cũng rất nhiều. Vào thời xưa phiên kinh đem nó phiên thành Đáo Bỉ Ngạn. Đáo Bỉ Ngạn, người Ấn Độ có ý nghĩa này thì xưng là Ba La Mật. Trung Hoa thời xưa cũng có câu nói như vậy. Trung Hoa không nói Đáo Bỉ Ngạn mà nói là đến nhà rồi. Đến nhà này chính là thành tựu viên mãn, thành thuộc viên mãn. Hoặc giả nói thủ nghệ của họ, thủ nghệ này đến nhà rồi, thuần thục rồi. Bất luận là công việc gì, chỉ cần làm được rất viên mãn, mọi người đều sẽ dùng lời lẽ ấy để xưng tán bạn. Nấu món ăn rất ngon thì công phu của bạn đến nhà rồi. Cho nên Ba La Mật ở Ấn Độ là một câu nói rất phổ thông. Ở trong Phật Pháp cũng dùng điều này, bố thí. Về chuyện bố thí này, bạn làm được hết sức viên mãn, làm được rốt ráo viên mãn, một mảy may sơ sót đều không có, thì xưng là bố thí Ba La Mật. Trì giới còn gọi là thủ pháp, bạn làm vô cùng hay thì xưng là trì giới Ba La Mật. Tiếp theo nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã, đó là lục Ba La Mật nói thông thường. Hoa Nghiêm lại từ trong bát nhã mở ra nữa, có phương tiện, nguyện, lực, trí. Bốn loại sau này tóm lại mà nói đều gọi là thiện xảo phương tiện, là thuộc về hậu đắc trí, không gì không biết. Bát nhã Ba La Mật là đại biểu căn bản trí, chính là bát nhã vô tri, vô sở bất tri. Bát nhã Ba La Mật đại biểu vô tri, bốn loại đằng sau này gọi là vô sở bất tri. Cho nên lục Ba La Mật trong kinh Đại Thừa
bình thường giảng đều không có khiếm khuyết. Thập Ba La Mật trong kinh Hoa Nghiêm giảng cũng không nhiều thêm một điều nào. Giảng Lục Ba La Mật, Bốn Ba La Mật đằng sau Hoa Nghiêm đều nằm bên trong Bát Nhã Ba La Mật. Đó chính là khai hợp mà chúng ta thông thường nói, triển khai ra là 10 câu, hợp lại là 6 câu. Ý nghĩa không thêm không bớt. Hoa Nghiêm dùng 10 đại biểu viên mãn, cho nên mỗi một pháp nó đều nói thành 10 pháp. Chính là ngay cả một đoàn thể này, đoàn thể tham gia đại hội hơn 170 tộc loại khác nhau ấy, những nhân vật đại biểu cũng đều dùng 10 người, dùng 10 để biểu viên mãn. Chúng ta hiểu được ý nghĩa này thì lời ấy dễ nói rồi. Chư Ba La Mật tức là nói Thập Ba La Mật, cập chư địa, địa là địa vị, địa vị là thuộc về cảnh giới, chính là nói trí tuệ của bạn, công phu đoạn phiền não của bạn đạt đến trình độ như thế nào, đó chính là nói địa vị. Ở đây vì các ngài đều là thuộc về đẳng giác Bồ Tát, địa này đương nhiên chỉ thập địa Bồ Tát. Từ sơ địa đến đẳng giác là 11 vị thứ. Chúng ta bình thường cũng xưng nó là 11 địa. Đó là địa vị của Bồ Tát. Tu hành đến một trình độ nào đó, đến một cảnh giới nào đó, xưng nó là sơ địa, nhị địa, tam địa, đến thập địa. Thập nhất địa chính là đẳng giác. Quảng đại năng từ tất viên mãn. Cảnh giới của viên giáo địa thượng Bồ Tát xác thực chân đích là quảng đại năng từ. Đừng nói là địa thượng, ngay cả tam hiền vị phần trước, cảnh giới của các ngài không những phàm phu chúng ta không thể liễu giải, mà ngay cả thanh văn duyên giác Bồ Tát trong tứ thánh pháp giới cũng không biết. Cảnh giới như vậy, những người như Hải Nguyệt Quang Bồ Tát đây đều viên mãn. Thập nhất địa đến cuối Bồ Tát địa rồi, nâng lên một cấp nữa ấy chính là Phật quả viên mãn, ngôi Phật rốt ráo. Cho nên xưng nó là quảng đại năng từ. Trí tuệ thành tựu rồi, địa vị thành tựu rồi, chư Ba La Mật là nói công phu ngài tu thành tựu rồi. Lúc này sự nghiệp của ngài chính là giáo hóa chúng sanh, trang nghiêm Phật độ. Giáo hóa chúng sanh là hoằng pháp, trang nghiêm quốc độ là hộ pháp.
Hoàng hộ là một, chẳng phải hai. Vô lượng chúng sanh tận điều phục. Cảnh giới này là tận hư không biện pháp giới. Chúng sanh chính pháp giới trong vô lượng vô biên cõi đất chư Phật đều là đối tượng giáo hóa của Bồ Tát. Phật ở trong kinh giảng, một tôn Phật, một Bồ Tát nào đó khu giáo hóa là có một phạm vi nào. Nói cho các vị, cách nói này là do Đức Phật phương tiện thuyết. Vì sao dạy kẻ sơ học? Sơ học Quán Thế Âm Bồ Tát này, bạn thấy đều ở Trung Hoa, núi Phổ Đà ở Trung Hoa. Giáo hóa người Trung Hoa, người sống càng gần giữa núi Phổ Đà thì cảm thấy càng thân thiết với Bồ Tát. Dụng ý nằm ở đây, tứ đại Bồ Tát đều ở Trung Hoa. Thật ra đối tượng giáo hóa của tứ đại Bồ Tát là tận hư không biến pháp giới. Phật Đà dạy dỗ phàm phu. Phàm phu tóm lại có thân tình chưa đoạn. Khiến bạn sanh khởi thân tình đối với chư Phật Bồ Tát, bạn sẽ vô cùng tôn kính Ngài, vô cùng hoan hỷ Ngài. Bạn mới vui lòng tiếp nhận lời dạy của Ngài. Nếu như người này bạn chán ghét Ngài, không thích Ngài, không tình nguyện thân cận Ngài, Ngài có thứ hay đi nữa để dạy bạn, bạn cũng không tài nào học tập được. Những điều này đều là thuộc về phương tiện thiện xảo. Những thiện xảo phương tiện này chúng ta phải học, phải biết dùng. Hết thảy ứng dụng vào trong đời sống thường ngày của chúng ta. Nhất là phải hiểu được ứng dụng vào trong công việc nghề nghiệp của bạn. Lợi ích vô lượng vô biên. Phật Đà dùng những phương pháp này để cho những phàm phu như chúng ta nảy sinh cảm giác thân thiết với chư Bồ Tát. Cho nên thường xuyên muốn đến những đạo tràng này để hành hương. Người Trung Hoa nói là triều sơn. Trước đây công đức triều sơn quả thật vô cùng thù thắng. Vì sao? Trong đạo tràng ngày ngày có giảng kinh thuyết pháp. Không chỉ là những quy củ này, quy củ là thuộc về giới luật, oai nghi, điều thân. Thân thể này của bạn trước đây ở trong tục gia là phóng vật tùy tiện, đi đến bên đạo tràng của Bồ Tát tất cả đều phải giữ quy củ, không cho phép bạn phóng vật. Cho nên đó là điều thân. Hiểu được cách để ước thúc ngôn hành của mình, còn phải nghe kinh. Mỗi ngày ở trong giảng đường nghe kinh lên lớp,
điều tâm. Bạn đối với vũ trụ nhân sinh, thậm chí đối với gia đình sự nghiệp của bạn, nghi hoặc khó khăn có rất nhiều, rất nhiều. Hễ nghe kinh, vậy là quá giải, đều dẹp bỏ hết toàn bộ những nghi nan tạp chứng này của bạn. Đó là việc tốt. Cho nên triều sơ ngay có lợi ích thật, có thể đạt được điều gì đó thật. Bằng giới việc nói tham gia lớp huấn luyện này, đi tiếp nhận huấn luyện ngắn hạn, bạn ở trên núi sống một tuần, bạn tiếp nhận một tuần huấn luyện, sống hai tuần, tiếp nhận hai tuần huấn luyện, vậy là tốt lắm. Cho nên Phật giáo ở Nam Dương như Thái Lan có xuất gia ngắn hạn, bất luận là người lớn hay trẻ nhỏ. Hiện tại còn có phụ nữ xuất gia ngắn hạn, không cần xuống tóc. Mục đích ở đâu? Tiếp nhận giáo dục Phật Đà. Nếu nói theo người bình thường trong xã hội hiện nay là tiếp nhận giáo dục đạo đức Phật giáo. Trong gia đình hiện giờ không có, trong trường học hiện giờ cũng không có. Cho nên giáo dục đạo đức chỉ có vào trong chùa chiền Phật giáo để tu học. Song chùa chiền Phật giáo thông thường bây giờ ở Trung Hoa lẫn ngoại quốc, giáo học kinh điển đã không còn. Đại khái chỉ có một vài Phật học viện thiểu số. Nhật Bản, Hàn Quốc có trường đại học Phật giáo, trong đó có một vài vị Đại Đức Pháp Sư ở trong đó truyền thụ kinh giáo. Còn trong chùa chiền thông thường không nhìn thấy. Điều này rất đáng tiếc nuối. Khi nào tất cả chùa chiền đạo tràng đều có thể khôi phục được việc dạy học, cũng không lơ là quy củ, giải hành tương ứng, thì Phật giáo mới hưng vượng lên. Các vị nếu cẩn thận đọc lịch sử Trung Hoa, thời kỳ hưng vượng của Phật giáo thì quốc gia cường thịnh, xã hội an định, nhân dân hạnh phúc. Tại sao? Sùng thượng đạo đức, người người trì giới, người người giữ lễ. Tự nhiên không phạm lỗi lầm, không làm chuyện phạm pháp. Đó là sự thành tựu của giáo dục. Đến cả trang nghiêm quốc độ,
nhất thiết Phật độ gia nghiêm tịnh. Làm sao trang nghiêm Phật quốc độ? Nhất định từ bản thân. Phổ Hiền Bồ Tát dạy bảo chúng ta rằng, như giáo tu hành, như giáo tu hành là chân chánh trang nghiêm tất cả quốc độ chư Phật. Là chân chánh cúng dường tất cả chư Phật Bồ Tát. Nếu không thể nào y giáo phụng hành thì đều là giả hết. Chúng ta ở trước Phật cúng dường hoa hương trái cây, đó là người bình thường nói trang nghiêm đạo tràng. Chỉ có hình thức, không có thực chất. Thậm chí là kiến tạo điện đường, nặng đắp hình tượng Phật Bồ Tát, đều là thuộc về sự trang nghiêm hình thức thôi. Những món trang nghiêm này có tác dụng không? Có tác dụng. Tác dụng rất lớn, khiến tất cả đại chúng thấy được điện đường này, thấy được những hình tượng này, đem chủng tử của Phật Pháp gieo vào. Chúng ta thường hay nghe người nói trong kinh Phật, một lần lọt tai mãi gieo giống đạo. Chúng ta niệm một tiếng Phật hiệu, niệm một tiếng danh hiệu Bồ Tát, phàm là người nghe được, chủng tử Phật trong A La Gia Thức đã gieo vào rồi. Đó là chuyện tốt. Một lần lọt mắt cũng như nhau. Cho nên hình tượng Phật Bồ Tát trang nghiêm, người ta nhìn thấy là chủng tử Phật gieo vào rồi. Sự tạo tượng hoặc giả là vẽ tượng này vẽ vô cùng đoan chánh. Sau khi người thấy rồi thì muốn xem cho kỹ, xem cho nhiều, ấn tượng của họ thêm sâu, khiến chủng tử này nảy sinh sức mạnh. Dụng ý nằm ở đây. Đó là giúp đỡ Phật tiếp dẫn chúng sanh. Đó là chuyện tốt. Nếu chúng ta làm những chuyện này, trong lòng có cầu nguyện, người thế tục thường nói là hứa nguyện, thì điều đó biến thành phước đức. Nếu hoan hỷ làm những chuyện này, mình không có cầu nguyện, tâm địa thanh tịnh chẳng nhiễm mấy trần, làm chuyện này thì biến thành công đức. Công đức với phước đức về sự là hoàn toàn giống nhau, không có gì khác.
nhưng dụng tâm khác nhau, quả báo khác nhau. Trong công đức ắt hẳn có phước đức, trong phước đức không có công đức. Công đức có thể giúp đỡ bạn liễu sanh tử thoát tam giới, giúp đỡ bạn nâng cảnh giới lên. Phước đức không thể, phước đức chỉ có thể cảm thọ phước báo. Bạn trang nghiêm đạo tràng, thích làm những chuyện này, bố thí tiền tài, tương lai bạn được quả báo giàu có. Bạn tự tay tô vẽ điêu khắc ở trong đó, bố thí trí tuệ của bạn, bố thí tài nghệ của bạn, bạn được quả báo thông minh trí tuệ. Do vậy nhân như thế nào thì họ được quả báo thế này. Công đức thì khác nhau. Công đức có thể nâng cảnh giới của chính bạn lên, quả thật là giúp đỡ bạn phá mê khai ngộ, quả thật có thể giúp đỡ bạn phiền não khinh, trí tuệ trưởng. Đó chính là nâng cảnh giới của mình lên. Đó đều là trang nghiêm về hình thức bên ngoài, không phải bổn ý mà Phật dạy chúng ta trang nghiêm. Ý căn bản của trang nghiêm là phải đem chính mình tu thành gương Phật Bồ Tát. Tu thành thế nào? Tâm của bạn giống như tâm của Phật. Phật là tâm gì? Phật là tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Chúng ta nỗ lực đi học tập, đem loại tâm giả dối làm phàm phu của chúng ta buông xuống. Sửa thành tâm chân thành, đó gọi là tu hành. Đem tâm nhiễm ô của ta buông xuống, học tâm thanh tịnh của Phật. Đem cống cao ngã mạn của chúng ta, tâm tự cho mình đúng buông xuống, học theo tâm bình đẳng của Phật Bồ Tát. Đem tâm mê hoặc điên đảo buông xuống, học tâm chánh giác của Phật Bồ Tát. Đem ý nghĩ tự tư tự lợi buông xuống, học tâm từ bi của Phật Bồ Tát. Nhân từ bác ái, đó gọi là tu tâm, đó gọi là tu từ căn bản. Đọc tụng Đại Thừa, mở trí tuệ của Phật, nghiêm trì giới luật,
học hành trì của Phật, miệng của Phật, thân của Phật không hề có lỗi lầm, không tạo tội nghiệp, chẳng hại chúng sanh. Học Phật chân chánh như vậy, ta học Thích Ca Mâu Ni Phật thì giống Thích Ca Mâu Ni Phật, ta học A-di-đà Phật thì giống A-di-đà Phật, học Quan Âm Bồ Tát thì giống Quan Âm Bồ Tát, học Địa Tạng Bồ Tát thì giống Địa Tạng Bồ Tát. Như vậy mới là nhất thiết Phật độ giai nghiêm tịnh, vô lượng chúng sanh tận điều phục. Cách làm này là đúng. Lại xem bài thứ hai. Như Phật giáo hóa chúng sanh giới, thập phương quốc độ giai sung mãn, nhất niệm tâm trung chuyển pháp luân, phổ ứng quần tình vô bất biến. Đó là giáo hóa chúng sanh. Chúng ta phải học Thích Ca Mâu Ni Phật là tấm gương tốt nhất của chúng ta. Như Phật giáo hóa chúng sanh giới, như là giống. Chúng ta phải giáo hóa tất cả chúng sanh giống như Phật. Vậy chúng ta nghĩ một phen, Thích Ca Mâu Ni Phật hồi còn tại thế, dụng tâm của lão nhân gia Ngài một khối chân thành thanh tịnh từ bi. Dạy dỗ bình đẳng đối với tất cả chúng sanh. Sự bình đẳng này các vị phải biết, tâm chân thành của Ngài bình đẳng, tâm thanh tịnh bình đẳng, tâm từ bi bình đẳng. Nội dung dạy học của Ngài không bình đẳng. Tại sao? Vì căn tánh chúng sanh khác nhau, có bậc thượng căn, có bậc trung căn, có bậc hạ căn. Người hạ căn, bạn nói với họ đạo lý lớn, rất sâu, rất rộng, họ không hiểu, họ không thể tiếp nhận. Bạn nói với họ là nói suông. Người thượng căn, bạn nói pháp nhỏ với họ, họ đều biết hết. Cần gì lại đến nơi đây để cầu học nữa? Cho nên dạy học nhất định là nhân tài thi giáo. Chính giống như
dạy học tư thục của Trung Hoa thời xưa. Tư thục là một vị lão sư. Thích Ca Mâu Ni Phật hồi đó dạy học cũng là một vị lão sư, cũng không khác gì với dạy tư thục. Sau khi Đức Thế Tôn thị hiện thành đạo ở vườn Lộc Giả, khi ấy hướng dẫn chỉ có 5 người, 5 học sinh là 5 vị tỳ kheo. Phương pháp hướng dẫn 5 học sinh khác nhau. Về sau học sinh ngày càng nhiều, căn tánh đương nhiên mỗi người khác nhau. Phật Đà là hữu giáo vô loại. Thuận ứng những căn cơ khác nhau, lên lớp cho họ. Đó chính là ngày nay chúng ta ở trong Đại Tạng Kinh nhìn thấy biết bao kinh điển thế. Nói thực tại, những thứ mà Đức Thế Tôn hồi đó đã dạy lưu truyền đến hiện tại. Phân lượng đã rất ít rồi. Phần lớn những giáo tài kia đều đã thất truyền. Vì chuyện này chúng ta có thể lý giải. Trong suốt lịch sử hơn 2000 năm, thời cuộc thay đổi quá lớn. Khu vực Ấn Độ thường xuyên có chiến tranh, có động loạn. Điển tịch khi ấy rất ít, hoàn toàn là chép tay, phân lượng không nhiều. Trong cuộc biến lớn thì rất dễ dàng làm quỷ diệt những điển tịch này đi. Đường thời ấy giao thông vận tải vô cùng gian nan. Cao tăng Ấn Độ đi sang Trung Hoa, đem theo một vài tượng Phật kinh điển sang. Cao tăng Trung Hoa đi sang Ấn Độ du học, đem trở về một ít. Ấy là chọn lựa lọc kỹ trong đại lượng kinh điển, không tài nào đưa toàn bộ sang Trung Hoa được. Cho nên sau khi đem sang Trung Hoa rồi, phải làm việc phiên dịch, đem nó phiên thành Hoa văn. Khi phiên dịch lại trải qua một lần sàng lọc. Cho nên những điển tịch đem sang Trung Hoa chưa được phiên trong tưởng tượng của chúng tôi, số lượng ấy cũng không ở thiểu số. Nhưng đến ngày nay đều thất truyền rồi. Cho nên những thứ còn lại chúng ta ngày nay đọc được ở trong Đại Tạng Kinh, nói lão thật là thực tại không nhiều, là một phần mà Thế Tôn suốt 49 năm hồi đó dạy học thôi. Ngay trong một phần này thì chúng ta có thể quan sát được trong đối tượng dạy học của Thế Tôn trình độ xen kẽ không bằng nhau.
Từ sách giáo khoa có thể nhìn thấy mỗi một hội chính là mỗi một buổi, mỗi một bài mục đều có bậc đương cư khác nhau. Bậc đương cư là đối tượng dạy học chủ yếu, giảng cho họ, những người còn lại là nghe bên cạnh thôi. Còn có một loại nữa là làm chúng ảnh hưởng, giúp đỡ học sinh tăng trưởng tín tâm của họ, tăng trưởng sự cung kính của họ đối với lão sư. Loại này xưng là chúng ảnh hưởng, đều là Đại Bồ Tát, đều là trưởng giả Đại Phước Đức, quốc vương đại thần trưởng giả cư sĩ. Họ ở bên cạnh tùy hỷ, cũng cung kính ở bên nghe. Chúng ta nghĩ đến cảnh giới này, làm sao để thiết định giảng đường dạy học bây giờ của chúng ta như Phật giáo hóa chúng sanh giới. Chúng ta học ở đó, sự thi thiết giảng đường hiện đại, giảng đường vẫn là cần thiết, nhưng đã không phải là quan trọng nhất nữa. Quan trọng nhất vào ngày nay là Internet, là truyền bá khoa học kỹ thuật cao. Làm sao đem Phật Pháp truyền bá đến gia đình của mỗi người đây? Mục đích giáo hóa chúng sanh của Phật là vô hạn, không phải là hạn định vào một khu vực. Ngày nay chúng ta phải hiểu đạo lý này, phải biết tâm nguyện của Phật, cách để đem việc dạy học tốt đến vậy, giới thiệu, cho quảng đại quần chúng trên toàn thế giới ra sao. Phải thật làm cho tốt chuyện này, quả thật phải có người đại phước đức để hộ trì. Vừa rồi tôi nhận được một thông tin từ Đài Bắc, có một vị pháp sư Hàn Quốc trong trường Đại học Đông Quốc có đặt kèm dịch kinh diễn, diễn trưởng đi sang Đài Loan phỏng vấn, muốn gặp tôi xem. Tôi không ở Đài Loan, họ đem thông tin này truyền cho tôi. Họ cũng đang học Hoa Nghiêm,
Nghe nói tôi đang giảng Hoa Nghiêm, cũng có ý này là làm sao thực hành được Hoa Nghiêm. Tư tưởng này được lắm. Hy vọng vào tháng 3 sang năm, tôi đi sang Hàn Quốc thăm hỏi. Đó là chuyện tốt. Trong tâm nguyện của chúng tôi bây giờ, mong muốn có một vị đại hộ pháp. Hiệu trưởng của trường đại học này là ông đại hộ pháp. Làm sao để thiết lập những khóa học này? Do vậy ngày nay hoằng pháp lợi sanh trên toàn thế giới, nhất định phải tận dụng dạy học đường xa, khoa học kỹ thuật cao. Trong trường học bồi dưỡng giáo viên, pháp sư của mỗi tông mỗi phái, pháp sư hoằng pháp, để cho họ ở Internet, ở trong đài truyền hình, dễ tin, ngày ngày chiếu giảng 24 tiếng không gian dở. Chúng ta hiện giờ biết mỗi nơi trên địa cầu này có chênh lệch thời gian 24 tiếng không gian dở, mọi người toàn thế giới đều có thể tiếp thu được. Lên lớp thực tế 8 tiếng đồng hồ là đủ. Vì sao? Một ngày chiếu lại 2 lần. 8 tiếng này là đối với khu vực trên đĩa cầu này, 8 tiếng sau là cho một khu vực khác nữa. Độ là thời gian của nó khác nhau. Cho nên khi tiết mục chiếu lên 3 lần giống nhau vậy, thì 24 tiếng mọi người trên toàn thế giới đều xem được. Chẳng chia ngày đêm. Đó là công đức vô lượng vô biên. Đó chính là câu thứ hai giảng thập phương quốc độ giai sung mãn. Cho nên hiện tại không cần thiết xây cho quá nhiều chùa chiền đạo tràng đâu. Cần kiến lập dạy học đường xa. Cần có truyền bá của vệ tinh. Nếu người biết rõ Phật Pháp nhiều lên, bạn nghĩ ngợi xem, người trong thế gian này có người nào không hy vọng cầu được phước báo lớn, trí tuệ lớn? Phước báo lớn, trí tuệ lớn đi cầu ở đâu? Cầu ở trong Phật môn. Bạn nhất định phải hiểu được Phật môn ảnh hưởng càng lớn thì trí tuệ càng lớn. Chúng ảnh hưởng lâu thì thọ mạng của bạn càng dài. Bạn nghĩ ngợi xem, có người nào không muốn cầu tài sản, không muốn cầu thông minh trí tuệ, không muốn cầu khỏe mạnh sống lâu? Tất cả đầy đủ trong đó. Nhất niệm tâm trung chuyển pháp luân,
Nhất niệm là nói không có nhị tâm. Những bậc đại đức hoằng pháp hộ pháp này, họ ở thế gian này chính là một tâm nguyện như vậy. Cả đời này đi đến thế gian để làm gì? Hoằng dương Phật pháp, hộ trì Phật pháp. Ngoại trừ điều này ra không có việc gì hết. Phổ ứng quần tình vô bất biến. Quần tình là chúng sanh chính pháp giới. Khá cầu đại pháp. Bạn có thể đem Phật pháp bố thí cho họ thì công đức vô lượng vô biên. Cho nên trên toàn thế giới, nơi bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp hộ pháp không cần nhiều, có mấy chỗ là đủ rồi. Nói thực tại, một quốc gia lớn có thể có một trường đại học Phật giáo, hoặc giả là có một trường đại học tôn giáo, đều có thể. Mỗi một tôn giáo đặt một học viện. Trung Hoa hiện tại có 6 tôn giáo, thiết lập 6 học viện, thành lập một đại học tôn giáo, hoàn toàn bồi dưỡng giáo viên, bồi quấn chùa chiền, quản lý nhân tài, không cần ở nơi này, lập lớp bồi quấn khác nữa là được. Điều ấy có thể lập nhiều. Bồi dưỡng giáo viên hoằng pháp, nhân lực vật lực tập trung hết thảy, dùng dạy học đường xa. Trong đó quan trọng là phải có nhóm phiên dịch rất kiện toàn, phiên thành chữ viết các nước mới có thể phổ biến lợi ích cho chúng sanh các khu vực khác nhau trên toàn thế giới. Công đức vô lượng vô biên. Chúng ta đọc hai bài kệ này phải minh bạch đạo lý ấy, phải biết cách làm này. Xin xem đồng sanh chúng kệ tụng vị danh Bồ Tát bài thứ 3. Phật ư vô lượng quảng đại kiếp, phổ hiện nhất thiết chúng sanh tiện, như kỳ giảng tích quảng tu trị, thị bỉ sở hành thanh tịnh xứ. Bài này là dạy học. Thanh Lương Đại Sư đã nói rằng rộng khắp thị hiện vì chúng sanh, đoạn hoặc chứng chân. Câu thứ nhất là nói độ dài thời gian. Chúng ta nhất định phải phát tâm trường diễn, biết chuyện này là không có điểm dừng. Không chỉ suốt trọn đời, trong Phật gia giảng suốt trọn đời ta, tận một đời của ta, ta sống một ngày làm một phần,
sự nghiệp Phật Pháp Bồ Tát đời đời kiếp kiếp mãi không có nghỉ ngơi. Chư Phật Như Lai với Bồ Tát làm ra gương mẫu. Phật ư vô lượng quảng đại kiếp. Phổ hiện nhất thiết chúng sanh tiện. Câu này là nói không gian, thời gian dài vô hạn, không gian lớn vô hạn. Tất cả chúng sanh là chúng sanh tận hư không biến pháp giới. Đó là cảnh giới bất tư nghị. Chúng ta nếu không có tâm lượng lớn này, không có lòng nhẫn nại lớn đến vậy, làm sao có thể thành tựu sự nghiệp Bồ Tát? Đạo lý này không thể không hiểu. Cho nên học Phật nhất định phải phát đại tâm trước. Sau đây là nói những chuyện mà Ngài thị hiện. Như kỳ giảng tích quảng tu trị. Kỳ là chỉ cho chư Phật, giống như chư Phật vậy. Giảng tích là nói vô lượng kiếp. Tu là tu hành, đem hành vi sai lầm tu chính lại. Trị là đối trị, giống như trị bệnh. Quảng là nói số đông. Tất cả chúng sanh tập khí phiền não vô lượng vô biên. Một đời này thời gian của chúng ta không dài, có thể trị mấy cơn bệnh. Nếu muốn đem tất cả những cơn bệnh đời đời kiếp kiếp tu chính lại hết thảy, một đời này làm không được. Cũng phải giống như Phật vô lượng kiếp. Đó là lời thật chứ không phải lời giả, mới có thể đem bệnh xấu tập khí đào thải hết sạch. Không nói gì khác, chúng ta từ trong Đại Kinh nhìn thấy, trong Phật Pháp thường giảng thành Phật phải tu ba đại A Tăng kỳ kiếp. Thời gian này chúng ta đã không có cách gì tưởng tượng nổi. Song chúng ta ở trong Đại Kinh nhìn thấy ba đại A Tăng kỳ kiếp đều không bao gồm hiện tại của chúng ta, cũng không bao gồm sở tu quá khứ của chúng ta. Ba đại A Tăng kỳ kiếp bắt đầu tính từ đâu? Bắt đầu tính từ Viên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát. Cũng tức là minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ, mà trong Thiền Tông đã nói minh tâm kiến tánh bắt đầu tính từ ngày ấy. Vì sao? Vì ngày nay họ bắt đầu phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Đó là địa vị của Viên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát. Trước đây không tính. Trước đây chúng ta đích thực là đã tu vô lượng kiếp đều không tính.
bắt đầu từ ngày mà bạn chứng đắc viên giáo sơ trụ, tu mãn, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, 30 địa vị, thì cần một A Tăng kỳ kiếp. Ba mươi vị thứ này tu mãn, lên nữa là sơ địa Bồ Tát. Kể từ ngày bắt đầu chứng đắc sơ địa này, sơ địa, nhị địa, tam địa đến thất địa, thất địa viên mãn rồi, lại là một A Tăng kỳ kiếp nữa. Một A Tăng kỳ kiếp này chỉ tu bảy vị thứ. A Tăng kỳ kiếp thứ nhất tu 30 vị thứ. A Tăng kỳ kiếp thứ hai tu 7 vị thứ. Thất địa tu mãn, chứng đệ bát địa. Kể từ ngày chứng đắc đệ bát địa này, bát địa, cửu địa, thập địa đến thập địa viên mãn, lại là một A Tăng kỳ kiếp nữa. A Tăng kỳ kiếp thứ ba chỉ tu ba vị thứ: bát địa, cửu địa, thập địa. Ba đại A Tăng kỳ kiếp mãn rồi, chứng địa vị gì? Đẳng giác Bồ Tát. Hiện tại đoạn mà chúng ta niệm đây là đẳng giác Bồ Tát. Các ngài tu mãn ba đại A Tăng kỳ kiếp rồi. Cho nên cảnh giới của các ngài là làm láng giềng với Phật. Không hai, không khác với Phật. Lời mặc dù là nói vậy, cuối cùng vẫn là thiếu một bậc. Đẳng giác bằng với Phật, nhưng vẫn không phải là Phật chân chánh. Đẳng giác muốn thành Phật cần mất bao nhiêu thời gian? Chúng ta từ lịch sử phần trước đây mà xem, trong tưởng tượng của tôi, mức độ thấp nhất vẫn là cần một A Tăng kỳ kiếp. Càng đi lên càng khó, càng đi lên tập khí phiền não kia càng di tế. Di tế thì không dễ đoạn. Cho nên ba đại A Tăng kỳ kiếp đoạn phiền não là đoạn phiền não gì? Vô minh phiền não. Các đồng học nhất định phải biết, kiến tư phiền não, trần sa phiền não không bao gồm ở trong đó. Bạn mới biết Bồ Đề Đạo đích thực là trường diễn. Nếu bạn không có lòng nhẫn nại, làm sao bạn có thể thành tựu? Nếu bạn không làm thật, làm sao bạn có tiến bộ được? Biết những chân tướng sự thật này rồi, sao mới biết sự đáng quý của tịnh độ, sự chẳng thể nghĩ bàn của pháp môn tịnh độ? Nếu không thì nói với bạn tịnh độ hay, bạn không tài nào thể hội được hay ở chỗ nào. Pháp môn tịnh độ thù thắng, thù thắng ở chỗ nào? Bạn diễn diễn nghĩ không được. Vì sao? Vì không phải cảnh giới của bạn. À,
vậy mới xưng là nan tín chi pháp. Pháp khó tin không phải là chúng ta xưng, mà do chư Phật Như Lai giảng. Nhưng bài kệ này, cách học của chúng ta thế nào? Phải ở ngay trong đời sống thường ngày học quản tu trị. Nhà Phật thường nói ngộ hậu khởi tu. Câu nói này là do Thiền Tông nói. Giáo hạ cũng không có khác gì. Nói lão thật cũng phải là ngộ hậu khởi tu. Chỉ có Tịnh Độ Tông chẳng ngộ cũng có thể tu. Đó là phương tiện thù thắng đặc biệt của Tịnh Tông. Tịnh Tông không có giác ngộ, chỉ cần bạn cứ theo thành quy để tu là được. Thành quy là gì? Quy củ trong kinh Phật giảng, những lời dạy kinh nghiệm của tổ sư đại đức truyền xuống. Chúng ta chiếu theo con đường này đi thì sẽ không sai. Ngoại trừ pháp môn này ra, nếu bạn không khai ngộ thì bạn không được nhập môn đâu. Tỷ dụ của người xưa ví hay lắm. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, ví như bạn đi đường. Điều kiện đi đường của bạn, đầu tiên bạn phải biết đường đã. Bạn không biết đường thì bạn đi về đâu? Bạn chắc chắn đi vào đường hiểm, đi lộn đường. Tịnh Tông ví như gì? Ví như ngồi xe. Có người lái xe, họ biết đường, còn bạn không biết đường. Không cần vội, bạn chỉ cần ngồi yên trên xe này là được rồi. Xe này sẽ đưa bạn đến đích. Tỷ dụ này vô cùng hay, vô cùng xác đáng. Song Tịnh Độ thì bạn phải lên xe mới được, chứ bạn không lên xe thì không được. Cho nên bạn phải giữ được những quy củ của Tịnh Tông. Lão thật niệm quan trọng nhất trong quy củ. Câu này là lão thật niệm Phật. Có rất nhiều người hiểu sai mất ý nghĩa của câu nói này, không biết thế nào gọi là lão thật. Trong câu này trên thực tế là hai chuyện. Điều kiện thứ nhất, bạn là con người lão thật. Điều kiện thứ hai, bạn học được pháp môn niệm Phật. Người lão thật niệm Phật có thành tựu, đó gọi là lão thật niệm Phật. Bạn không phải là con người lão thật, bạn muốn học lão thật niệm Phật, học chẳng giống. Hay nói cách khác, thế gian này người lão thật ít, người không lão thật nhiều.
Người lão thật là gì? Trong lòng không nghĩ ngợi bậy bạ, gọi là người lão thật. Cũng tức là người mà trong lòng không có tạp niệm, gọi là người lão thật. Vậy bạn nghĩ đi, bản thân chúng ta có lão thật hay không? Từ sáng đến tối vẫn nghĩ đông nghĩ tây, nghĩ trước nghĩ sau, nghĩ quá khứ nghĩ vị lai, là không lão thật. Khó khăn lớn nhất của chúng ta ngày nay là không có cách gì sánh bằng với người ta. Người thượng trí, có trí tuệ thật, chúng ta không sánh bằng họ. Thấp hơn là người lão thật hạ ngu, cũng không sánh bằng. Pháp môn Tịnh Tông, thượng trí và hạ ngu ấy là quyết định thành tựu. Trừ khi họ không gặp được, chứ gặp được thì nhất định thành tựu. Điều phiền phức nhất chính là bậc trung, chẳng thượng chẳng hạ. Tự cho mình phải, ở trong đời sống thường ngày, tóm lại là tùy thuận tập khí phiền não của mình. Chẳng thể tùy thuận lời Phật Đà dạy. Cho nên người niệm Phật đông, nhưng người giảng sanh ít. Những người nào giảng sanh? Thượng trí hạ ngu giảng sanh. Thượng trí lão thật, họ có trí tuệ, họ không có suy nghĩ bậy bạ. Hạ ngu cũng lão thật, mặc dù không có trí tuệ nhưng họ cũng không suy nghĩ bậy bạ, họ nghe lời. Những người nào không thể giảng sanh, loại người không lão thật, loại người này chiếm đa số. Lý lão sư nói, trong một vạn người, người lão thật chân chánh, chân chánh là người thượng trí, chỉ có 2-3 người. Người không lão thật phải chiếm 9900, tính ra là 95% rồi. Thượng trí hạ ngu chỉ có thể chọn 5 người. Chuyện là như thế đấy. Cho nên chúng ta ngày nay đối trị thoái bệnh đều quan trọng hơn gì hết. Trong thoái bệnh rất nhiều. Thoái bệnh lớn nhất là gì? Nghĩ ngợi bậy bạ. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đối trị cơn bệnh này. Bất luận đem vọng niệm của chúng ta giảm thiểu thế nào, người bình thường vì sao vọng niệm không thể giảm thiểu? Dục vọng. Bạn không thể nào biết đủ. Dục vọng của bạn quá nhiều. Vọng niệm của bạn chắc chắn không thể giảm thiểu. Cho nên phải hiểu trị bệnh này, trước hết phải biết đủ đã. Người biết đủ thì họ vui vẻ. Trì túc thường lạc. Vì sao thường lạc? Vọng niệm ít, phiền não ít đi. Cho nên mới tri túc thường lạc. Quý vị xem Bồ Tát thành Phật, trước khi thành Phật trụ ở đâu? Trụ ở trời Đâu Suất. Vì sao không trụ cõi trời khác, phải trụ trời Đâu Suất?
đầu suốt là tiếng Phạn. Phiên thành Hoa văn nghĩa tức là tri túc. Bạn không tri túc thì không thể thành Phật. Cho nên đẳng giác Bồ Tát, nếu như muốn thể hiện thành Phật, phải đi đến trời Đâu Suất trụ trước đã. Đến trời Đâu Suất để giáo hóa chúng sanh. Để dạy tri túc thiên dương. Các vị nghĩ xem đây có phải là bệnh lớn số một không chứ? Đó là gì? Nói xuyên thấu là đối trị lòng tham. Đó là đối trị sân tham. Sân là chính mình có mà không chịu xả. Bố thí. Tham là chính mình không có nhưng mong mỏi đạt được. Đó là phiền não lớn nhất, để cho chúng ta ngày đêm vọng tưởng không ngừng. Phật dạy cho chúng ta phương pháp này, nếu chúng ta đích thực học tập thì nó hữu hiệu. Đó là lý. Sau khi hiểu được, thực hành thế nào? Trì giới. Trong trì giới quan trọng nhất là không tham, không sân, không si. Trong thập thiện nghiệp đạo thì bạn tu ba điều này. Đương nhiên mười điều phải tu hết thảy, ba điều này là chủ yếu. Ba điều này chính là các tổ sư đại đức trong tông môn giáo hạ thường hay nói rằng tòng căn bản tu. Căn bản là tâm, chính là tham tâm, sân tâm, si tâm. Quay đầu từ chỗ này, ta đối với mọi pháp, pháp thị xuất thế gian không tham. Thân thể này sinh sống ở thế gian, mỗi ngày ba bữa có thể ăn no, mấy bộ áo quần có thể giữ ấm, có căn nhà nhỏ có thể che mưa che gió là đủ rồi. Đời sống vật chất này có thể trải qua, không cần tham cầu nữa. Những ngày của bạn sống vui vẻ, sống hạnh phúc rồi. Phàm là người tham cầu, tham mà không chán. Bạn phải bình tĩnh quan sát, loại người này đáng thương lắm. Cả đời họ không phải là sống vì mình. Người vì mình là gì? Có người nào không hy vọng hạnh phúc vui vẻ? Sống rất hạnh phúc, sống rất vui vẻ là sống vì chính mình. Họ sai rồi. Họ sống vì tiền tài. Đồng tiền kia hồi trước, các vị có lẽ nhìn qua đồng tiền trong thời nhà Thanh, hình dạng của nó là như thế nào? Là hình cụ. Hình cụ mà kẻ phạm tội đeo, gông cùm. Đeo gông khóa cùm.
Đồng tiền thuở trước làm theo hình tượng ấy. Vì sao? Nhắc nhở bạn, đó không phải là thứ tốt lành. Mặc dù đời sống thường ngày không thể rời khỏi nó, nhưng đừng tham. Tham rồi thì ta dạ lắm. Làm ra hình trạng ấy để nêu ra cảnh báo, ấy là trí tuệ. Tiền, bạn xem cách viết chữ tiền, Giang Tự Hằng sung mãn trí tuệ. Bên kia là chữ kim, người nào không muốn cận, người nào không muốn cướp. Bên cạnh là hai con dao. Ý nghĩa này chính là hai người ở trong đó đoạt thủ, ấy là tiền. Đều là nguồn cơn dấy lên tai họa. Người thế gian không biết, tiền cứ dính vào trong mắt, chết cũng không chịu quay đầu. Tiền dính vào mắt là đeo gông khóa cùng. Đường ấy là một con đường chết. Người đeo gông đổi cùng đi về đâu? Đi về pháp trường. Người xưa khác với người nay. Người xưa có trí tuệ thật, từng giờ từng khắc nhắc nhở bạn, sợ bạn mê hoặc. Cho nên chúng ta đối với tiền tài nhất định nghĩ đến cuộc sống yên ổn trôi qua là đủ rồi. Những năm này chúng tôi thường hay di chuyển ở Úc Châu, nhìn thấy người Úc Châu rất đáng yêu. Đáng yêu ở chỗ nào? Biết đủ, không nghĩ đến kiếm tiền, không có ý nghĩ kiếm tiền này. Họ chỉ muốn sống những ngày hạnh phúc vui vẻ. Cho nên mỗi ngày kiếm một chút chút tiền thì họ rất thỏa mãn. Nhất là tôi sống ở thành phố nhỏ kia. Thành phố nhỏ vào hơn 5 giờ chiều đều đóng cửa. Trên đường lặng lẽ, người rất ít, xe cũng rất ít. Mọi người đi nghỉ ngơi. Người Úc Châu thông thường, không cần nói làng quê, cư dân trong thành phố nhỏ đại khai 8-9 giờ đêm đều đi ngủ cả. Sáng sớm họ thức dậy rất sớm, chắc tầm 4 giờ sáng là dậy khỏi giường cả rồi. Ra ngoài tản bộ, vận động trong công viên. Tóm lại ở bên ngoài có 1-2 tiếng. Sau khi trở về mới ăn bữa sáng. Cửa hàng phải đến 10 giờ mới mở cửa. Đời sống thật sự tự tại. Thời gian là thuộc về chính mình. Sống là cuộc sống của con người. Người thời nay ở trong đô thị lớn, đại đa số đều không biết trải qua là cuộc sống gì. Mỗi ngày đến tối mệt, bận rộn cắm đầu, say sưa, bận không gì ai hết. Vì kiếm tiền,
tiền kiếm càng nhiều, cho đến lúc chết một xu cũng không mang đi được, kiếm uổng rồi. Mình cay đắng khổ nhọc cả đời, chưa hưởng được chút phước nào. Chưa được mấy ngày trải qua cuộc sống thật sự thuộc về mình. Bạn nói có ngu si hay không? Có đáng thương hay không? Người đang mắc bệnh không biết thoái bệnh của mình, đó gọi là ngu si. Chúng ta nếu không học Phật thì có gì khác với người thế gian này đâu. Bây giờ học Phật vậy mới minh bạch, vậy mới quay đầu. Cả đời sống cuộc sống hạnh phúc nhất, mỹ mãn nhất của mình, làm việc mà mình thích làm, đọc sách mà mình thích đọc, bất luận là về đời sống vật chất hay đời sống tinh thần, không có mảy may áp lực. Thân tâm vui sướng. Cho nên cả đời này tôi vô cùng cảm tạ tiên sinh Phương Đông Mỹ. Ông đem Phật Pháp giới thiệu cho tôi. Tôi cảm kích Chương Gia Đại Sư chọn lựa một con đường này thay tôi. Cả đời làm việc lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh. Tuyệt đối không làm chuyện tổn hại chúng sanh. Ngay cả ý nghĩ tổn hại chúng sanh đều nhổ bỏ đi. Hình tượng này của chúng ta có thể để cho người bình thường thế gian họ phải thường xuyên tiếp xúc, họ sẽ nghĩ chúng ta buông xuống tất cả, trải qua đời sống như thế nào. Họ sẽ quay lại suy nghĩ chính mình từ sáng đến tối bận rộn liên tục, đó là cuộc sống như thế nào. Họ chỉ cần chịu nghĩ thì họ sẽ quay đầu, thì họ sẽ giác ngộ. Cho nên chính chúng ta phải làm, phải giác ngộ không ngừng. Giác ngộ chính là gì? Nếu nhận thấy cơn bệnh của mình không ngừng, đó chính là giác ngộ. Bản thân thực tại không nhận thấy được mà cứ nhìn người khác. Nhìn người khác rất dễ dàng. Nhìn ưu điểm của người khác, quay đầu lại nghĩ một phen, ta có hay không? Thấy điểm bất thiện của người, quay đầu lại nghĩ xem ta có hay không? Người khác là mặt gương soi của chính chúng ta. Ưu điểm của người khác, ta không có phải vội học ngay. Điểm bất thiện của người khác, ta cũng có phải vội sửa ngay. Đó chính là thực hành được quản tu trị rồi.
quả nhiên thực hành ấy chính là câu nói này tiếp theo: thị bỉ sở hành thanh tịnh xứ. Hiện tượng này của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến chúng sanh chính pháp giới. Sau khi minh bạch, mình nên mở rộng, ảnh hưởng không ngừng. Mở rộng bề mặt, thời gian phải trường diễn. Có tâm này thật, có nguyện này thật, tam bảo gia trì bạn. Vì sao? Lợi ích tất cả chúng sanh. Đối với mình thì sao? Nâng cảnh giới của chính mình lên là điều tất nhiên. Nâng cảnh giới của chính mình lên là sự thọ dụng về tinh thần. Ý, thật là sự hưởng thụ tối cao của cuộc đời. Sự hưởng thụ tối cao của cuộc đời là trải qua cuộc sống của Phật Bồ Tát. Bài thứ tư: ngã đổ thập phương vô hữu dư, diệt kiến chư Phật hiện thần thông, tất tọa đảo tràng thành chánh giác, chúng hội văn pháp cộng di nhiễu. Bài kể này Thanh Lương Đại Sư ở trong Trường Hàn đã nhắc nêu rằng: Phổ Nghiêm Tràng Hội. Bài này quả thật ý nghĩa rất rõ ràng. Câu thứ nhất: ngã đổ thập phương vô hữu dư. Ngã là Bồ Tát, ở đây là vị danh Bồ Tát. Chỗ này không chỉ cho một người nào, hết thảy thập phổ Bồ Tát. Vị danh Bồ Tát đều có thể dùng chữ này để làm đại biểu. Ngài quan sát được mười phương thế giới. Chúng ta nói tận hư không biến pháp giới, các ngài đều nhìn thấy. Vô hữu dư, nhìn thấy toàn bộ. Đó là cảnh giới đẳng giác Bồ Tát. Quả thật là khế nhập pháp giới vô chướng ngại, diệt kiến chư Phật hiện thần thông. Chư Phật ở chỗ này nói theo nghĩa rộng Bồ Tát Viên Giáo, sư trụ trong thế giới Hoa Tạng thì xưng là chư Phật. Thiên Thai Gia nói phần chứng tức Phật, họ là đích thực, họ không phải là giả đâu. Cư sĩ Giang Dị Nông ở trong Kinh Kim Cang giảng nghĩa
chú giải chư Phật. Ngài chính là thuyết pháp này. Chư Phật giảng trong Kinh Kim Cang, chư là từ Viên Giáo Sơ Trụ đến Phật quả cứu cánh, hết thảy xưng là chư Phật. Chúng ta dùng điều này để giải thích ý nghĩa càng là viên mãn hơn. Diệt kiến chư Phật hiện thần thông, chư Phật Như Lai Pháp Thân Bồ Tát này, 41 ngôi xưng là Pháp Thân Đại Sĩ, những gì ấy đều là chư Phật. Các ngài ở mười phương thế giới hiện thần thông. Ở mười phương thế giới hiện thân, hộ pháp, thuyết pháp, hoằng hộ chánh pháp. Tất tọa đảo tràng thành chánh giác. Đó là nêu một ví dụ. Giống như trong Phẩm Phổ Môn đã nói, ưng dĩ Phật thân đắc độ giả, tức hiện Phật thân nhi dị thuyết pháp. Phật thân đều có thể tự do thị hiện, những thân phận khác thì không cần nói chi. Nếu như nói thị hiện thân phận một vị Bồ Tát, bạn sẽ vẫn hoài nghi. Họ sẽ e sợ không cách gì hiện được thân Phật. Thị hiện thân phận La Hán, có lẽ bạn nói họ e sợ không có năng lực thị hiện thân Bồ Tát. Thị hiện thân Phật thì nghi hoặc của bạn sẽ dứt đi. Cho nên chư Phật hiện thần thông này quả thật là tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Thỏa mãn nguyện vọng hiện tiền. Của chúng sanh, chúng sanh hy vọng người như thế nào đến giúp đỡ họ thì Phật hiện hình tướng như thế này. Nên dùng thân gì đắc độ thì hiện thân này. Vậy chúng ta sẽ hỏi, thế gian này hiện nay hỗn loạn, đến cực điểm, tại sao Phật không đến hiện thân? Bồ Tát không đến hiện thân? Không phải Phật Bồ Tát không đến, mà là nguyên nhân gì? Thế gian này chúng ta cự tuyệt, bài xích, Bồ Tát chính là nghĩ đi cũng không được. Cho nên Bồ Tát bất đắc dĩ không dùng thân Phật, không dùng thân Bồ Tát, đổi thân phận khác đến. Những thân phận nào chúng ta không khó phát hiện? Trai gái già trẻ, các loại ngành nghề khác nhau, nhiệt tâm hỗ trì Phật Pháp, hoằng dương Phật Pháp, đều là vậy.
Ta quan sát kỹ lưỡng, số người thị hiện thân phận tại gia nhiều. Bạn nhìn xem có một vài vị cư sĩ tại gia, nữ cư sĩ nhiều hơn nam cư sĩ. Đối với Phật Pháp, yêu thích hoan hỷ, y giáo phụng hành thật sự. Giả lại phát tâm, tự động bố thí cúng dường. Tôi nhìn thấy có không ít người in kinh bố thí, làm đĩa bố thí càng nhiều hơn. Hoàn cảnh gia đình họ đều không quá tốt, họ dùng phương pháp giản đơn nhất để tu phước báo lớn bố thí cúng dường. Giống như vị nữ thí chủ trong Liễu Phàm Tứ Quấn vào trong chùa cúng dường 2 xu tiền, thành tâm thành ý. Phương trưởng hòa thượng đến chúc phúc cho cô, tụng kinh hồi hướng cho cô. Hiện tại có rất nhiều người như vậy, tu phước báo lớn. Mặc dù không có phương trưởng hòa thượng để tụng kinh hồi hướng cho bạn, phước báo của bạn không yếu hơn cô ta. Vì sao? Đang làm tận tâm tận lực. Người khác in kinh, bạn chi một chút tiền in một bản, in 2 bản. Chúng tôi thường hay nhìn thấy đằng sau kinh sách có phương danh công đức. Chúng tôi ở trong đó nhìn thấy có người chi ra in nhiều hơn 100 bản, in 50 bản, còn có không ít người in 1 bản 2 bản. Là Bồ Tát, trong đó khẳng định có chư Phật Như Lai Bồ Tát ứng hóa ở trong đó. Chúng ta không nhận thức. Chưa hẳn họ là đại phú trưởng giả, là bình dân phổ thông. Bạn quan sát kỹ lưỡng, họ ở trong đó hoằng dương Phật Pháp, hổ trì chánh Pháp. Không phải là nhân vật thông thường. Bồ Tát ở trong hoàn cảnh này, chư Phật Như Lai đều hiện loại thân phận này. Vì sao? Vì sức mạnh bài xích kia lớn đi nữa cũng không đã kích được Ngài. Vì sao? Họ quá nhỏ rồi, không chướng ngại được Ngài. Chính Ngài tại gia niệm Phật, 3 người 5 người đồng tham đạo hữu, họp cùng chỗ học tập với nhau. Nếu không phải là chư Phật Bồ Tát thị hiện trong kiếp nạn lớn này, thì Phật Pháp rất có khả năng bị tiêu diệt, đoạn tuyệt ở thế gian này. Cho nên chúng ta nhìn thấy rất nhiều nhân sĩ nhiệt tâm như vậy, có rất nhiều người bần cùng đến cực điểm. Đời sống 3 bữa của mình đều không thể duy trì,
họ vẫn đang nhiệt tâm hoằng hộ chánh pháp. Chúng ta biết đó là sự thị hiện của chư Phật Như Lai, là sự thị hiện của Pháp Thân Bồ Tát. Bạn nhìn thấy những người này ăn mặc không đẹp, thậm chí là mặt vàng ốm thóp. Bạn quan sát cho kỹ đi, họ có từ bi tâm. Tâm của họ chân thành. Hành vi của họ đoan chánh. Xác xác thực thực là chân chánh đang làm công tác hoằng hộ. Ở trong tai nạn lớn này, khiến Phật Pháp vẫn có thể cửu trụ thế gian như xưa. Phàm phu làm không được. Phàm phu ngày ngày đều bị ma đánh lừa, không tin tưởng chánh pháp, tin tưởng tà pháp. Tà pháp là gì? Làm sao để kiếm tiền? Dạy bạn những phương pháp này, dạy bạn không lo chánh nghiệp mà đi theo tà đạo, cho rằng như vậy là phát tài nhanh. Tài sản đến được nhiều, ấy là tà đạo chứ không phải chánh đạo. Không có loại đạo lý này. Chúng ta ngày nay ở trong kinh điển đọc được, chúng ta học được, nên ở mọi lúc mọi nơi vì chúng sanh làm ra hình tượng hoằng hộ. Làm thật nhất định được tam bảo gia trì, sự nghiệp sẽ có khó khăn, sẽ có chướng nạn, nhưng nhất định có thể đột phá. Được tam bảo gia trì, chính mình ít nhiều cũng có một chút trí tuệ, biết cách để tránh né. Phật Pháp nói duyên phận, nơi đâu có duyên thì chúng ta đến nơi đó. Nơi này không có duyên, nơi khác có duyên. Duyên phận hữu ý, nghĩ không được. Không phải chúng ta phan duyên. Pháp sư này ở Hàn Quốc, tôi không quen biết, chưa hề gặp mặt. Ông đi sang Đài Loan bái phỏng tôi. Tôi không ở Đài Loan. Thông tin này truyền đến. Hy vọng tháng 3 sang năm tôi đến Hàn Quốc để thăm hỏi. Hay lắm, được, có duyên thì đi gặp nhiều hơn. Gặp xem Phật giáo của Hàn Quốc, Nhật Bản, vì họ có mối quan hệ với Trung Hoa vô cùng mật thiết. Phật giáo của Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam đều là truyền vào từ Trung Hoa. Nam Bắc Triệu đến thời Tùy Đường, cao tăng đại đức của các quốc gia này đều du học ở Trung Hoa. Mà Nhật Bản, Hàn Quốc là nhiều nhất.
Cho nên kinh điển của họ toàn là Hoa văn, mãi đến nửa thế kỷ gần đây nhất đổ lại mới có kinh luận thiểu số phiên thành văn tự của họ. Cho nên học bài kể này chính là phải học Phật. Hiện thân thuyết pháp, hiện thân hộ trì chánh pháp. Hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.